Thân mến, chào các em. Rất vui được gặp các em trong chương trình bổ trợ toán đại học. Ở buổi học trước thì cô vừa giới thiệu với các em về định nghĩa tích phân bội 3 và một số tính chất của tích phân bội 3. Và cô cũng giới thiệu các em cách tính tích phân bội 3. Tuy nhiên chỉ mới giới thiệu công thức đầu tiên và chưa có cận trong trường hợp cụ thể. Và buổi học hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục bài cách tính tích phân bội 3. Và cô sẽ cho các em các ví dụ cụ thể về tính tích phân bội 3 trong hệ tọa độ đề các vuông góc OXYZ. Bây giờ chúng ta sẽ xem lại cách tính tích phân bội 3. Cô mời các em nhìn lên màn hình. Trước hết, cô sẽ nhắc lại cách tính tích phân bội 3 với miền omega là một cái hình trụ cong. Như đã giới thiệu ở bài học trước, bây giờ các em xem lại về omega. Omega là một cái hình trụ cong được giới hạn dưới là một cái mặt cong có phương trình là z bằng phi 1 xi. Đây là mặt cong S1. Giới hạn trên của omega cũng là một cái mặt cong có phương trình là z bằng phi 2 xi. Giới hạn xung quanh là một mặt trụ có đường sinh song song trục OZ. Đường này được gọi là đường sinh các em, đây là đường sinh. Đường chuẩn là biên của miền D. Miền D này là hình chiếu của omega xuống mặt phẳng OXY. Thì trong trường hợp này là ta sử dụng D là hình chiếu của omega xuống mặt phẳng OXY. Còn trong từng cái bài tập cụ thể thì các em có thể không sử dụng hình chiếu của omega xuống mặt phẳng OXY, mà các em có thể sử dụng hình chiếu của omega xuống mặt phẳng OXZ, hoặc là chúng ta có khi lại sử dụng hình chiếu của omega xuống mặt phẳng OYZ. Thì tùy từng bài tập cụ thể mà chúng ta sẽ dùng hình chiếu của omega xuống mặt phẳng nào để bài toán đó tính tích phân một cách đơn giản và ngắn gọn hơn. Thì trong trường hợp tổng quát thì cô chỉ giới thiệu một trường hợp, một trường hợp minh họa, đó là sử dụng hình chiếu của vật thể omega xuống mặt phẳng OXY. Và nếu như omega là hình trụ cong được giới hạn bởi các mặt như trên, thì tích phân sẽ được đưa về tích phân đơn là tính tích phân theo biến z. Z sẽ dao động từ phi 1 xi đến phi 2 xi, là tính tích phân theo biến z trước. Và sau khi các em tính tích phân theo biến z của một cái hàm 3 biến fxyz thì đáp số nó sẽ ra là một cái hàm 2 biến. Và tiếp tục thì các em sẽ tính tích phân của hàm 2 biến trên miền D. D chính là hình chiếu xuống mặt phẳng OXY. Công thức cô giới thiệu với các em được gọi là công thức Fubini. Và đây là định lý Fubini cho trường hợp hàm F liên tục trên miền omega. Omega giới hạn trên bởi mặt z bằng phi 2 xi, giới hạn dưới bởi mặt z bằng phi 1 xi, giới hạn xung quanh bởi mặt trụ có đường sinh song song với trục OZ, và đường chuẩn là biên của miền D. Đây ở đây là hình chiếu của omega xuống mặt phẳng OXY. Và khi đó tích phân bội 3 có thể chuyển về tích phân lập như sau. Tích phân bội 3 của hàm F trên miền omega sẽ bằng tích phân bội 2 trên miền D của cái hàm, trong ngoặc này là cái hàm 2 biến. Hàm 2 biến. Ở đây là chúng ta sẽ tính tích phân từ phi 1 xi cho đến phi 2 xi của hàm fxyz dz. Kem tính tích phân theo biến z. Nếu như chúng ta tính tích phân của hàm 3 biến mà lại tính theo biến z, như vậy thì kem chỉ xem z là biến thôi và xem xi như là hằng số. Và sau khi tính tích phân xong thì cái tích phân theo biến z này đáp số nó sẽ là một cái hàm 2 biến.
Và tiếp tục các em sẽ tính tích phân của hàm hai biến đó trên miền D. À, biến bây giờ là xy. Như vậy một cái tích phân bội 3 là được tính dựa vào một cái tích phân đơn và một tích phân bội 2. Và đây là ký hiệu ban đầu. Và ký hiệu này cũng có thể được viết lại như sau. Các em xem ở đây DXDY sẽ được chuyển ở vị trí đứng kế dấu tích phân bội 2. À, tích phân trên miền D DXDY. Và ở đây là tích phân hai biến Z. Mặc dù viết ký hiệu như thế này không có nghĩa là chúng ta sẽ tính diện tích miền D rồi nhân tích phân theo biến Z, mà chúng ta tính cái tích phân theo biến Z trước. Các em phải tính tích phân theo biến Z trước. Các em mới điền cái đáp số đó vào đây, đứng trước chữ DXDY và đứng bên trong dấu tích phân bội 2. Và sau đó sẽ tính tích phân bội 2 của hàm hai biến trên miền D. Và để cụ thể hóa hơn, bây giờ cô sẽ giả sử rằng miền D có xác định cận của x và cận của y, thì tích phân bội 3 sẽ được viết lại như thế nào? Giả sử nếu như miền D xác định bởi x dao động từ A đến B, x từ A đến B, y đi từ đường y1 theo x đến đường y2 theo x. Đây là một trường hợp cụ thể. Giả sử đây là cái miền xác định nè. D xác định bởi cái miền như thế này. Với điều kiện là y1, y2 phải là hai hàm số liên tục trên đoạn AB, thì khi đó tích phân bội 3 sẽ được viết lại như sau. Trước hết là các em ghi tích phân theo biến x trước. Tích phân theo biến x, tích phân từ A đến B dx, tích phân từ A đến B dx. Tích phân nào mà các em viết trước á, là một chút nữa các em sẽ tính sau cùng. Tích phân theo biến x mình ghi trước, là chút nữa là các em sẽ tính tích phân này sau cùng. Tiếp theo ghi tích phân theo biến y. Y đi từ y1x cho đến y2x dy. Và cuối cùng là chúng ta ghi tích phân theo biến z. Tích phân từ phi1xy đến phi2xy fxyz dz. Ở đây là ba tích phân đơn. Cái tích phân này chúng ta sẽ tính mấy lần? Chúng ta sẽ tính 3 lần. Các em tính tích phân theo biến nào trước? Nhắc lại ha, chúng ta tính tích phân theo biến nào trước? Các em sẽ tính tích phân theo biến Z trước. Sau khi các em tính tích phân theo biến Z của hàm 3 biến là fxyz, các em xem xy là hàng số, thì các em tính xong đáp số nó sẽ ra một cái hàm 2 biến là hàm xy. Giả sử là hàm rxy. Và tiếp theo thì các em sẽ tính tích phân theo biến y của hàm rxy, và lúc đó các em sẽ xem biến x là hàng số. Hàm hai biến rxy mà chúng ta lại tính tích phân theo biến y, xem x là hàng số, cận là đi từ y1x cho đến y2x. Như vậy sau khi các em tính xong thì đáp số nó lại là một cái hàm một biến theo biến x. Và cuối cùng thì các em lại tính tích phân theo biến x, x đi từ A đến B của cái hàm một biến là đáp số của tích phân theo biến y. Và tính lần thứ 3 thì đáp số sẽ ra là hàng số. Như vậy tích phân bội 3 đưa về tích phân lập là chúng ta sẽ tính 3 lần. Và công thức cô giới thiệu với các em là tính tích phân theo biến Z trước, và sau đó tính tích phân theo biến y, và thế cái đáp số vào đây tính tích phân theo biến x. Tính 3 lần tích phân đơn. Và sau khi này, sau cái bài này, sau đó nữa thì các em sẽ học về tích phân đường và tích phân mặt, tính tích phân trên một mặt cong. Thì các em sẽ rút ra một nhận xét là tất cả các tích phân, tích phân bội, tích phân đường, tích phân mặt, tất cả mỗi tích phân đều cuối cùng đều đưa về các tích phân đơn. Và để tính một bài tích phân đơn giản phức tạp thì chỉ cần chúng ta nắm vững cách tính các tích phân bội 1, thì các em sẽ tính được các tích phân bội 2, tích phân bội 3, tích phân đường và tích phân mặt rất là dễ dàng. Nó chỉ có một cái vấn đề mới là các em phải xác định được cận của x của y, xác định được cận của x của y của z, và xác định được một cái miền phẳng thì cận như thế nào, một cái vật thể thì cận x y z như thế nào, một đường cong thì cận như thế nào, và một mặt cong thì xác định cận như thế nào.
Đó là cái điều mới mà các em cần phải học kỹ. À, còn về cách tính tích phân thì cuối cùng chúng ta chỉ đưa về các tích phân đơn mà thôi. Và đây là cô vừa giới thiệu xong với các em về một cái công thức tính tích phân bội 3 trong tọa độ đề các vuông góc và trường hợp cụ thể. Bây giờ cô mời các em xem một cái ví dụ thứ nhất về tính tích phân bội 3. Ví dụ tính tích phân của hàm 2x trên miền omega. Omega ở đây là một vật thể trong R3. Ở đây cô cho cái đề bài toán là bằng ký hiệu. Omega là tập hợp tất cả các điểm x, y, z thuộc R3 thỏa điều kiện như sau. Z lớn hơn hoặc bằng x bình cộng y bình, bé hơn hoặc bằng 4. Và ta chỉ lấy cái miền là xy lớn hơn hoặc bằng 0. À, chỉ lấy miền xy 0 âm. Trước hết thì các em sẽ xác định hình vẽ minh họa của vật thể omega. Các em nhìn vào cái bức phương trình mà xác định vật thể omega. Như vậy chúng ta cần vẽ hai mặt nào? Hai mặt cong nào cần xác định? Z bằng 4 và Z bằng x bình cộng y bình. Z bằng 4 là một mặt phẳng. X bằng 4 là mặt phẳng có đặc điểm như thế nào các em? À, mặt phẳng OXY có phương trình là gì? Mặt phẳng OXY có phương trình là Z bằng 0. Như vậy Z bằng 4 là mặt phẳng song song với mặt phẳng Z bằng 0. À, song song mặt phẳng Z bằng 0 và nó sẽ cắt trục OZ tại một cái điểm có tọa độ là 0,0,4. À, Z bằng 4 là mặt phẳng song song OXY. Mặt cong thứ hai là Z bằng x bình cộng y bình. Z bằng x bình cộng y bình, đó là phương trình của mặt cong mang tên là gì? À, Z bằng x bình phương cộng y bình phương, đó là phương trình của mặt cong paraboloid elliptic. À, đây là cụ thể, nó là paraboloid tròn xoay. Z bằng x bình cộng y bình, đó là phương trình của mặt cong paraboloid tròn xoay. Mà z lớn hơn hoặc bằng 0, do đó là cái mặt cong sẽ nằm phía trên của mặt phẳng OXY. Z không âm đó, nằm phía trên của mặt phẳng OXY. Các em có nhớ mặt cong là paraboloid tròn xoay? À, nó hình giống như là một cái lòng chảo. À, quay lên ha, hình vẽ quay lên, nó tiếp xúc với mặt phẳng OXY và nó sẽ bị chắn ngang bởi mặt phẳng Z bằng 4. À, tuy nhiên chúng ta sẽ không lấy hết hình vẽ, không lấy hết khối được giới hạn bởi Z lớn hơn hoặc bằng x bình cộng y bình nhỏ hơn hoặc bằng 4, mà chúng ta chỉ lấy 1 phần tư thôi. 1 phần tư của khối là lấy trong cái miền xy là 0 âm. À, bây giờ cô mời các em quan sát hình vẽ cụ thể của omega. Ví dụ đây là một cái mặt cong. Đường cong này là vẽ minh họa cho cái mặt cong là paraboloid tròn xoay. Paraboloid tròn xoay là đường cong màu đỏ đó. À, vẽ minh họa cho paraboloid tròn xoay Z bằng x bình cộng y bình. Cái mặt cong này là nó tiếp xúc với mặt phẳng OXY và nó nằm ở cái miền là Z lớn hơn hoặc bằng 0. À, cái hình nó giống như một cái lòng chảo. À, các em nhớ lại nha, paraboloid tròn xoay Z bằng x bình cộng y bình. Và mặt cong này sẽ bị cắt ngang bởi mặt phẳng Z bằng 4. À, mặt mặt phẳng phía trên này là mặt phẳng Z bằng 4. Z bằng 4 là một cái mặt phẳng song song với mặt phẳng OXY. Rồi, như vậy omega được giới hạn bởi hai mặt. À, mặt paraboloid tròn xoay và một mặt phẳng ở trên. À, các em tưởng tượng như đây là một cái nắp. À, một cái nắp là Z bằng 4. Ở đây chỗ này là vị trí, là điểm này là tọa độ 0,0,4. Tuy nhiên chúng ta sẽ không lấy hết hình mà chúng ta chỉ lấy ở trong miền x, y lớn hơn hoặc bằng 0. À, các em lấy trong góc phần 8 nè. Góc phần 8 thứ nhất, x, y, z dương á. Như vậy vẽ đường này đường phụ, một đường này song song với OX, đường này song song với OY. Vậy omega là vật thể như sau. Nó được giới hạn bởi các đường màu xanh nè các em.
các đường màu xanh và cái đường màu đỏ này. Có nghĩa là chỉ lấy 1/4, 1/4 của cái hình, hình vẽ như trên màn hình mà chỉ lấy 1/4 thôi. Em tưởng tượng như đây là một cái bánh mà chúng ta cắt làm 4 á, 4 phần đều nhau thì chúng ta chỉ lấy 1/4 thôi. Omega được giới hạn bởi đây là cái mặt trên, nắp trên này là nằm trong mặt phẳng xếp bằng 4. Giới hạn dưới nó chính là mặt cong paraboloid tròn xoay z bằng x bình cộng y bình. Giới hạn xung quanh của nó là nằm trong mặt phẳng OXZ nè, mặt phía sau là nằm trong OYZ. Chúng ta chỉ lấy 1/4 cái khối thôi, là nằm trong miền XY lớn hơn hoặc bằng 0. Đây là omega. Như vậy cái đường cong khép kín màu đỏ ở đây, đây là đường giao tuyến, ở đây là đường tròn, đường tròn giao tuyến của paraboloid tròn xoay và mặt phẳng z bằng 4. Như vậy đường này sẽ có phương trình là gì? Z bằng x bình cộng y bình và z bằng 4. Kem cho phương trình giao điểm của hai mặt cong này suy ra là x bình cộng y bình bằng 4. Như vậy là nó sẽ nằm trong cái mặt trụ x bình cộng y bình bằng 4. Từ đây chúng ta có thể suy ra là hình chiếu của omega, hình chiếu của vật thể ở đây xuống mặt phẳng OXY sẽ là 1/4 hình tròn, 1/4 hình tròn tâm O bán kính 2 và nằm trong góc phần tư thứ nhất trong mặt phẳng OXY. X bình cộng y bình bằng 4 thì các em suy ra là ở vị trí này là điểm này là 2, điểm này là 2. Còn cận của Z thì sao? Dựa vào khối omega này chúng ta xác định cận của Z. Cái biên omega này được giới hạn bởi hai mặt. Mặt giới hạn dưới là mặt paraboloid tròn xoay. Giới hạn dưới là z bằng x bình cộng y bình. Giới hạn trên là mặt phẳng z bằng 4. Do đó, cận của biến z, nếu mà kem muốn xác định cận của biến z thì kem phải nhìn trực tiếp trên khối omega. Như vậy là z sẽ dao động từ đâu đến đâu kem? Cái mũi tên màu xanh này là gợi ý kem xác định cận của biến z. Z là từ x bình cộng y bình, từ mặt paraboloid tròn xoay cho đến mặt phẳng z bằng 4. Đây là cận của biến z. Và muốn xác định cận của xy thì các em phải quan tâm đến hình chiếu, là quan tâm đến miền D. Bây giờ cô sẽ vẽ cái miền D cụ thể trong mặt phẳng OXY. Các em quan sát miền D trong không gian hai chiều. Hình chiếu D của omega xuống OXY sẽ là 1/4 hình tròn tâm ô tọa độ 0,0 và bán kính là 2. Kem quan sát hình vẽ. Đây là 1/4 hình tròn tâm ô bán kính 2. Chỉ xét trong góc phần tư thứ nhất, XY lớn hơn hoặc bằng 0. Như vậy cái đường tròn ở đây phương trình sẽ là gì? X bình cộng y bình bằng 4. Nhưng cái 1/4 đường tròn này là nằm trong cái miền y không âm. Do đó chúng ta sẽ tính trực tiếp luôn là y bằng căn của 4 trừ x bình phương. Đây là phương trình của đường màu đỏ, đó là đường biên của miền D. Như đã học ở bài tích phân bởi 2 thì nhìn vào miền D này, các em có thể ghi cận của miền D một cách nhanh chóng. Vậy cận của miền D là gì? X sẽ dao động từ 0 đến 2 và y sẽ dao động từ trục hoành là y bằng 0 cho đến đường tròn là y bằng căn của 4 trừ x bình phương. Đây là cận của miền D. X từ 0 đến 2 và y từ 0 đến căn của 4 trừ x bình phương. Như vậy là chúng ta đã xác định được cận của hình chiếu. Kem cũng xác định được cận của biến z dựa vào khối omega. Bây giờ chúng ta sẽ ghi cụ thể tích phân và tính tích phân bội 3. Đề cho là tính phân của hàm 2x. Như vậy tích phân bội 3 này sẽ bằng tích phân bội 2 trên miền D và hàm 2x là kem có thể ghi đứng trước chữ dxdy ở đây và đứng bên trong dấu tích phân bội 2. Tiếp theo là tích phân theo biến z. Tích phân theo biến z là cận sẽ dao động từ x bình cộng y bình đến 4.
Đây là cận Z đi từ mặt parabolic tròn xoay cho đến mặt phẳng Z bằng 4. Chúng ta ghi như thế này. À, không có nghĩa là các em phải tính hai tích phân riêng biệt nhân đáp số lại, nhưng mà các em phải tính tích phân theo biến Z trước. Và sau khi tính tích phân theo biến Z thì các em sẽ điền đáp số đó vào đây. À, đứng trước chữ DSDI nhưng mà bên trong dấu tích phân bội 2, và các em tiếp tục tính tích phân bội 2 trên hình chiếu. Các em thấy ở đây là tích phân theo biến Z á. Đây là tích phân của hằng số là 1, do đó chỉ lấy cận trên trừ cận dưới. Như vậy cận trên trừ cận dưới là sẽ là 4 trừ x bình trừ y bình. Đây là tích phân theo biến Z. Chúng ta tính tích phân theo biến Z xong là 4 trừ x bình trừ y bình, thế vào đây. Và bây giờ sẽ tính tích phân bội 2 trên miền D. Số 2 là hằng số các em ghi phía trước biểu thức tích phân, rồi tới x, rồi đến hàm 4 trừ x bình trừ y bình DSTI. Và cận của miền D, như đã xác định ở hình chiếu của Omega, đây là cận của miền D. Bây giờ chúng ta sẽ điền lại tích phân. Tích phân bằng 2 lần. Các em ghi tích phân theo biến x. Tích phân từ 0 đến 2 dx. Rồi tiếp tục tích phân theo biến y từ 0 đến căn của 4 trừ x bình. X là viết lại, chữ x này viết lại, biểu thức hàm viết lại 4 trừ x bình trừ y bình dy. Bây giờ chúng ta sẽ tính tích phân theo biến y. Tiếp tục tính tích phân theo biến y. Ở đây cô ghi lại biểu thức tích phân. Tích phân theo y thì chữ x này là hằng số, các em viết lại dấu tích phân này theo biến x, viết lại luôn 4 trừ x bình phương. Nếu như các em tính tích phân theo biến y thì 4 trừ x bình phương này được xem là hằng số. Như vậy nguyên hàm của 4 trừ x bình phương sẽ là 4 trừ x bình phương nhân y. Tiếp tục là y bình phương. Y bình phương này các em tính nguyên hàm theo y là y mũ 3 trên 3. Thế cận là từ 0 đến căn của 4 trừ x bình phương. Đây là tính, dòng này là tính nguyên hàm theo y. Dòng này là tính nguyên hàm theo y. Rồi tiếp tục các em thế cận vào y. Thế căn bậc 2 vào đây. 4 trừ x bình nhân căn 4 trừ x bình. Tiếp tục căn 4 trừ x bình mà đem mũ 3 lên. Đem mũ 3 lên thì nó sẽ bằng là 4 trừ x bình nhân căn của 4 trừ x bình. Như vậy là 4 trừ x bình phương nhân căn của 4 trừ x bình phương trừ cho chính nó trên 3, có nghĩa là trừ cho 4 trừ x bình phương nhân căn 4 trừ x bình phương trên 3. Như vậy nó sẽ bằng là 2 phần 3. 2 phần 3 của 4 trừ x bình phương nhân cho căn của 4 trừ x bình phương. Còn cận dưới thì sao các em? Cận dưới thấy 0 vào đây là 0, thấy 0 vào đây là 0. Tóm lại là thế cận vô sẽ là 2 phần 3 4 trừ x bình phương nhân căn của 4 trừ x bình phương. Và đây là đáp số tích phân theo y. 2 phần 3 nhân với số 2 ở đây là 4 phần 3. Tích phân ghi lại, x viết lại. Rồi 4 trừ x bình căn 4 trừ x bình dx viết lại. Bây giờ bước cuối cùng, chúng ta tính tích phân theo biến x. Đây là tích phân cô viết lại. Đặt t bằng căn của 4 trừ x bình phương. Suy ra t bình phương là bằng 4 trừ x bình phương. Như vậy 2t dt sẽ bằng trừ 2x dx. Kem đơn giản số 2 ở hai vế. Còn lại là t nhân dt bằng trừ x dx. Tích phân viết lại 4 phần 3. Rồi kem đổi cận. Nếu x bằng 0, t bằng căn 4 là 2. Nếu x bằng 2, thế vào đây x bằng 2, t bằng 0. Tích phân theo biến t là từ 2 đến 0. 4 trừ x bình là t bình phương. T bình phương các em nhân căn này là t nữa là t mũ 3. T mũ 3 x dx là trừ t dt là nhân thêm một chữ t nữa là t mũ 4. X dx là trừ t dt, do đó chỗ này có dấu trừ. Trừ t mũ 4 dt. Và các em tính tích phân này xem thử có phải đáp số là 128 phần 15 hay không. T mũ 4 nguyên hàm là T mũ 5 trên 5.
Nếu như chúng ta không muốn ghi dấu trừ thì chúng ta sẽ ghi cận ngược lại, đó là từ 0 đến 2. Ở đây cận là từ 2 đến 0. Các em viết ngược lại là từ 0 đến 2 là các em không cần phải ghi dấu trừ. Thế số 2 vào đây, 2 mũ 5. 2 mũ 5 là 32. 32 x 4 là 128 và 3 x 5 là 15. Các em thấy cận dưới là 0. Như vậy đáp số của bài toán của chúng ta là 128 phần 15. Chúng ta vừa làm xong một ví dụ về tính tích phân bội 3. Qua ví dụ này các em thấy rõ ràng là để tính tích phân bội 3, chúng ta sẽ tính 3 lần, tính lập 3 lần tích phân bội 1. Đầu tiên là tính tích phân theo biến Z, sau đó là tính tích phân theo biến Y, và bước cuối cùng là tính tích phân theo biến X. Bài toán sẽ rất là dài dòng nhưng mà từng bước thì rất là đơn giản, như là các em đã tính một bài tích phân ở lớp 12 thôi. Và để xác định được cận của tích phân thì các em lưu ý là làm sao chúng ta xác định được cận theo biến Z là các em phải nhìn trực tiếp vào vật thể omega. Còn để xác định cận của X và của Y thì các em phải dựa vào hình chiếu. Nếu muốn xác định cận XY thì hình chiếu phải là hình chiếu của vật thể xuống mặt phẳng OXY. Bây giờ chúng ta sẽ làm tiếp một ví dụ thứ hai về tích phân bội 3. Cô mời các em xem tiếp ví dụ thứ hai. Ví dụ thứ hai, tính tích phân sau đây. Tích phân bội 3 của hàm là x. Trong bài này thì cô sẽ không cho miền omega được giới hạn bởi các ký hiệu mà cho bằng lời văn. Omega là miền giới hạn bởi các mặt phẳng. Mặt phẳng x cộng y cộng z bằng 1 và các mặt tọa độ. Các mặt tọa độ ở đây là gồm có 3 mặt tọa độ: OXY, OXZ và OIZ. Và mặt thứ tư đó là mặt phẳng X cộng Y cộng Z bằng 1. Omega được giới hạn bởi 4 mặt. Trước hết là các em phải xác định được hình vẽ của omega, hình ảnh minh họa của omega, để các em xác định được là các em sẽ chiếu omega này xuống mặt phẳng nào và hình chiếu nó có dạng là hình gì. Cô mời các em xem hình vẽ minh họa của miền omega. Mặt phẳng màu đỏ này là mặt phẳng x cộng y cộng z bằng 1. X cộng y cộng z bằng 1. Ở đây cô viết là z bằng 1 trừ x trừ y. Các em thấy là nó chứa 3 điểm tọa độ là 100, 010 và 001. Phương trình của mặt phẳng này là x cộng y cộng z bằng 1. Các em biết là cái phương trình của mặt phẳng đoạn chắn, phương trình mặt phẳng đoạn theo đoạn chắn ở lớp 12 các em được học. Nếu như các em cần xác định phương trình của một mặt phẳng đi qua 3 điểm tọa độ là A00, 0B0 và 00C thì phương trình của mặt phẳng sẽ là x trên A cộng y trên B cộng z trên C bằng 1. Đó là phương trình mặt phẳng các đoạn chắn. Bây giờ chúng ta sẽ liên hệ qua cái phương trình trong bài này là x cộng y cộng z bằng 1. Như vậy là tương đương với là x trên 1 cộng y trên 1 cộng z trên 1 bằng 1 luôn. Như vậy để vẽ phương trình mặt, để vẽ mặt phẳng này thì các em sẽ lấy 3 điểm tọa độ là 100 nè, 010 nè, 001. Rồi các em kéo 3 đoạn thẳng này là ra mặt phẳng x cộng y cộng z bằng 1. Nét này là cô vẽ thêm vẽ thêm đường này để các em dễ thấy cái sự biến thiên của biến z đi từ mặt nào đến mặt nào. Như vậy omega được giới hạn bởi mặt phẳng x cộng y cộng z bằng 1 và 3 mặt phẳng tọa độ. Vậy omega là hình gì các em? Như trên hình ảnh các em được quan sát là omega sẽ là hình gì? Hình chóp tam giác, hoặc chúng ta gọi là hình tứ diện.
Như vậy dựa vào hình vẽ này chúng ta xác định Z là nó sẽ dao động từ mặt nào đến mặt nào. Omega ở đây có giới hạn dưới. Giới hạn dưới là mặt phẳng Z bằng 0. Nằm trong OXY luôn là Z bằng 0. Và giới hạn trên là mặt phẳng nghiêng. Mặt phẳng nghiêng này nè. Mặt phẳng nghiêng này là Z bằng 1 trừ y. Như vậy cận của Omega là Z từ 0 đến 1 trừ y. Z bằng 0 là đáy dưới của Omega ha, và đáy trên, giới hạn trên của Omega đó là Z bằng 1 trừ y. Đây là độ biến thiên của biến Z. Mũi tên màu xanh này là chỉ sự biến thiên của biến Z. Chúng ta sẽ dùng hình chiếu của khối Omega này xuống mặt phẳng OXY. Vậy các em thấy là hình chiếu của Omega xuống mặt phẳng OXY sẽ là hình gì? Nó sẽ là tam giác vuông cân. À, tam giác vuông cân cạnh là 1, cạnh góc vuông là 1. D nè, là hình chiếu Omega xuống mặt phẳng OXY. Và cái đường màu đỏ này, cái đường mà nằm trong mặt phẳng OXY, nó là giao tuyến của Omega và mặt phẳng OXY, là một cái đường có phương trình là y bằng 1 trừ x. Kèm thế vào đây là z bằng 0 nè. Giao tuyến của mặt phẳng z bằng 1 trừ y và mặt phẳng z bằng 0. Kèm chỉ việc thế vào đây z bằng 0 suy ra y bằng 1 trừ x. Đây là đường giao tuyến Omega và mặt phẳng OXY. Bây giờ cô sẽ vẽ cái hình chiếu trong mặt phẳng hai chiều để các em nhìn cho rõ hơn. À, bây giờ các em sẽ quan sát cái hình chiếu D nè của Omega trong mặt phẳng OXY trong không gian hai chiều. Hình chiếu D của Omega xuống OXY là tam giác vuông cân OAB. Đây là hình chiếu D. Tam giác vuông cân OAB cạnh góc vuông là 1. Đây đường AB này là y bằng 1 trừ x. Như tích phân bởi 2, các em nhìn vào hình vẽ của miền D thì các em sẽ đọc được cận của miền D một cách rất là dễ dàng. X là từ 0 đến 1. Ở đây cô ghi cận của miền D x từ 0 đến 1. Y là từ 0 đến 1 trừ x. Y từ 0 đến 1 trừ x. À, đây là cận của y. Bây giờ chúng ta sẽ tính tích phân. À, bội 3 của cái hàm đề cho khi cận của miền D đã xác định xong, cận của biến Z đã xác định xong. Tích phân bội 3 trên miền Omega của hàm X bằng tích phân bội 2 trên miền D. X là viết lại. Rồi, tích phân theo biến Z nè, từ 0 đến 1 trừ X trừ Y DZ. Đây là tích phân theo biến Z. Kèm tính tích phân theo biến Z trước. Đây là tích phân theo biến Z mà của hàm ở đây là 1, do đó các em chỉ việc lấy cận trên trừ cận dưới. Cận trên trừ cận dưới là 1 trừ x trừ y trừ 0. À, sau khi tính tích phân theo biến Z xong, tích phân sẽ bằng tích phân bội 2 trên D. X ở đây là các em viết lại. X này là viết lại. Và biểu thức hàm sau khi tính phân theo biến Z sẽ là 1 trừ x trừ y. Cận của miền D. D từ 0 đến D có x từ 0 đến 1. X từ 0 đến 1 nè. Y từ 0 đến 1 trừ x. Thì chúng ta sẽ viết lại tích phân bội 2. Tích phân bằng tích phân từ 0 đến 1 dx. Tích phân từ 0 đến 1 dx. Tích phân từ 0 đến 1 trừ x. Biểu thức hàm các em viết lại. Rồi, tiếp tục là dy. Bây giờ tính tích phân theo biến y. Bây giờ bài toán đã chuyển về tích phân hàm hai biến. À, tích phân bội 2 nè của hàm hai biến. Cô ghi lại tích phân ở đây. Và các em tính nguyên hàm theo y. X này là giữ nguyên. Tích phân theo x này là viết lại. Chữ x này là được xem là hằng số giữ nguyên. Tính nguyên hàm theo y 1 trừ x. 1 trừ x mà các em tính nguyên hàm theo y sẽ là 1 trừ x nhân y. À, tiếp tục là chữ y này nguyên hàm là y bình phương trên 2. Y bình phương trên 2. Và cận là từ 0 đến 1 trừ x. Kem thế cận vào y. 1 trừ x nhân 1 trừ x vậy là 1 trừ x bình phương. Vị trí này là 1 trừ x bình phương trên 2. À, thu gọn sẽ là 1 trừ x bình phương trừ 1 trừ x bình phương trên 2 sẽ là 1 trừ x tất cả bình phương trên 2.
Các em thấy cận dưới đây là 0 và ở đây là 0. À, như vậy là tính đích phân. Thấy nguyên hàm theo y nó sẽ là 1 trừ x bình phương trên 2. Chúng ta viết lại. X viết lại nè. 1 phần 2 ghi ở phía trước dấu tích phân. Rồi bây giờ tích phân chỉ còn lại là tích phân hàm một biến. Tích phân này các em có thể tự tính được ha, rất là dễ. Giả sử đây cô trình bày luôn, khai triển hằng thức để ra là x 1 trừ 2x cộng x bình, nhân x vào là x trừ 2x bình phương cộng x mũ 3. Các em tính nguyên hàm x bình phương trên 2 trừ 2x mũ 3 trên 3 cộng x mũ 4 trên 4. Thấy cận từ 0 đến 1 và nhân 1 phần 2 vào và đáp số sẽ là 1 phần 24. Và đây chính là đáp số của ví dụ thứ hai. Như vậy ví dụ 2 là chúng ta vừa tính xong tích phân bội 3 của cái hàm biểu thức dưới dấu tích phân là x tính trên miền omega. Omega là một cái vật thể được giới hạn bởi các mặt phẳng tọa độ, cụ thể là ba mặt phẳng tọa độ và mặt phẳng x cộng y cộng z bằng 1. Bây giờ cô mời các em xem tiếp một ví dụ thứ ba về tính tích phân bội 3 trong tọa độ đề cát. Ví dụ tính tích phân bội 3 trên miền đã chỉ ra. Như vậy là trong bài ví dụ 3 này, các em không cần phải xác định hình vẽ của omega. Các em không cần phải ghi tích phân bội 3 theo thứ tự cận biến x, cận biến y và cận biến z, mà đề người ta đã cho sẵn các em cận và thứ tự tích phân đã được cố định và các em chỉ việc tính tích phân mà thôi. Đối với bài này thì sẽ giải rất là nhanh, có thể là các em chỉ cần giải từ 2 dòng cho đến 3 dòng thôi. Khi tích phân ghi như thế này thì các em sẽ tính tích phân theo biến nào trước? Các em tính tích phân theo biến z trước, và sau đó sẽ tính tích phân theo biến y, và cuối cùng là tính tích phân theo biến x. Bây giờ các em sẽ tính tích phân theo biến z trước. Z ở đây lấy nguyên hàm theo z là z bình phương trên 2. Thế cận từ 0 đến xy sẽ ra là x nhân y tất cả bình phương trên 2 trừ 0 bằng xy tất cả bình phương trên 2. Đây, tính nguyên hàm theo z, z bình phương trên 2. Tích phân theo x các em viết lại, tích phân theo y các em cũng viết lại, và tích phân theo biến z. Thấy xy vào đây là x bình y bình trên 2, số 2 cô viết ở phía trước. Tiếp theo là các em tính tích phân theo biến y. Ở đây là viết lại tích phân. Tích phân theo y thì x bình này là hằng số, các em viết lại. Y bình phương này lấy nguyên hàm là y mũ 3 trên 3. Thấy cận từ 0 đến x, cận của y. Thế vào đây sẽ ra là x mũ 3 trên 3. Thấy cận dưới là 0. X mũ 3 nhân x mũ 2 là x mũ 5. 2 x 3 là 6, 1 phần 6 các em viết phía trước dấu tích phân. X mũ 5 nguyên hàm là x mũ 6 trên 6. Thấy cận từ 0 đến A sẽ là A mũ 6 trên 6. Chỗ này là x mũ 6 trên 6, thấy cận là A mũ 6 trên 6. Như vậy đáp số sẽ là A mũ 6 trên 36. Các em viết đáp số tích phân là A mũ 6 trên 36. Không phải là 1 phần 6 nha, các em 1 phần 6 chỉ là hằng số. Đây là x mũ 6 trên 6 là A mũ 6 trên 6 nè. Đáp số sẽ là A mũ 6 trên 36. Và ví dụ thứ 3 đã kết thúc bài học của chúng ta hôm nay. Bài học tiếp theo thì cô sẽ cho các em nhiều ví dụ hơn nữa về tính tích phân bội 3 trên miền đã chỉ ra như thế nào, và khi chưa xác định được cận thì chúng ta cần xác định cận như thế nào. Hẹn gặp lại các em vào buổi học lần sau. Thân ái chào tạm biệt.